Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận một NFT có ký hiệu là Token Podcast và Barbie Swap nha bạn. Thì chương trình AirDrop này nó chỉ dành cho 2.000 lucky may mắn để nhận được một NFT nha bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở cái link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nữa các bạn. Mình rất là phái con NFT Barbie nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè, Token Podcast nha bạn. Rồi sau đó bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục follow dự án Barbie nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Like và tự quyết ha. Rồi. Rồi các bạn copy hashtag này like và tự quyết tăng 3 người bạn nha các bạn. Đâu ta, bài nào đâu ta. Rồi cái bài này, cái bài dự án đó nha các bạn. Chứ không phải bài viết được game đâu. Các bạn like nè, các bạn dự án tự quyết nè. Bạn tăng 3 người bạn mình vào hashtag nè, mình tweet lên nè. Thì cái link tweet mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn nhấp vào tweet nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền đi. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ vô Twitter Blockfi, thì các bạn mở Twitter tất cả các bạn ra nha các bạn. Đường link Blockfi Twitter của mình mà giờ không gõ. Trên tờ Twitter bạn nhấp anh Mata, nhấp vào một hồ sơ nữa cho bạn. Các bạn nhấp vào ba canh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép nè. Mình cố gắng làm nhanh nhanh cho các bạn để các bạn đỡ tốn thời gian nha các bạn. Rồi sau đó các bạn submit link request nè. Thì các bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tweet nè. Bạn sao chép liên kết nè. Rồi là chatbot nè. Đang nhận link phong này chứ. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ bên Binance Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Nhấn vào đây. Rồi tất cả các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc như bạn. Vậy mình chào tạm biệt bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.